Rồi, em chào anh chị cô chú nha. Hôm nay em làm clip sơn thử mấy cái đôn nấm này nha anh chị ơi. Mấy cái đôn này để kê mấy cái chậu mà chân liền lên cho nó cao cao lên đó anh chị. Thì bữa giờ đút ra cũng lâu rồi, không có thời gian sơn anh chị coi ha. Hôm nay sẽ sơn cho anh chị coi. Thì chắc để kê cái vuông 70 chân liền á. Để sơn cái màu giống cái vuông 70 chân liền anh chị ha. Sơn cho nó màu giả đồng anh chị ơi. Sơn nền đen không đây lấy đồng 34 đánh lên. Đó, giống cái vuông 70 chân liền bên kia kìa. Xong xíu nữa mà em kê lên cho mấy anh chị coi dễ coi ha. Cái đôn này nó cao chắc cũng phải được tầm mười mấy mấy anh chị. Tầm mười mấy cm á. Bề mặt của nó thì nó cũng tầm khoảng 8 xăng, 8 xăng 10 xăng vậy đó, tầm 10 xăng á. Nó tròn, đường kính nó tròn. Để nó kê mấy cái chậu chân liền lên đó cho nó cao hơn. Ví dụ như vuông thì mấy anh chị đổ 4 cái. Còn như là lục giác thì mình đổ 6 chân. Mình kê lên. Nó đôn hình cái nấm. Cái này cái khuôn này khuôn ABS anh chị ha. Khuôn này một khuôn của nó là 160.000 bao ship anh chị. Anh chị nào cần mua khuôn thì liên hệ. Này là đúc ra thành phẩm rồi đó. Rồi giờ để tí vô lấy màu sơn đen của anh chị. Sơn sơn lấy nền. Cái này khỏi lót kìm anh chị ơi, tại này không có tưới từ trong ra, không có thấm từ trong ra. Nên mình khỏi lót kháng kiệm được. Mình chỉ cần sơn nền đen thôi, lấy nhũ mình đánh lên kỹ kỹ nữa, phủ cho nó lớp keo bóng là ok. Rồi giờ mình sơn cho nó cái lớp nền đen nha mấy anh chị, để mình đánh đồng cho nó tối tối cho nó đẹp. Sơn này tí nó xài sơn đô phin đó anh chị, nó khô lại là nó mờ nha, nó đen mờ nha. Nó đen mờ kiểu mà nó không bóng, không có bóng. Nó sơn láng mịn hệ đô phin đó anh chị. Sơn giá rẻ đó. Đô phin thì màu đen này 85.000 ký nha anh chị. Ok thì sơn cao cấp có độ bóng. Thì màu đen ok là 149.000 ký. Còn màu đen đô phin này nó rẻ. Anh chị nào làm chậu giá rẻ thì xài đô phin là được, hợp lý. 85.000 ký màu đen. Rồi mấy anh chị sơn nền đen thì cứ để tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng cho nó khô thì khô đi, xíu nữa đánh đồng lên ha. Rồi xíu nó khô sẽ đánh đồng cho anh chị coi sau, chừng tí đánh đồng lên. Để nó đang sơn mấy cái bát giác rồi anh chị, sẵn tiện quay clip sơn này cho anh chị luôn. Rồi mấy cái đôn nấm nãy sơn màu đen giờ nó khô rồi mấy anh ơi. Đó cái đen đô phin là nó khô, nó đen như cục than vậy mấy anh. Giờ mình lấy nhũ đồng 304 mình đánh lên mấy, lấy cò đánh cũng được cho nó lẹ. Mấy này nó cũng nhỏ, đánh nhanh lắm. Đánh phải phè phè qua cho nó lên màu đồng một xíu thôi. Giống như cái chậu vuông thôi, để vô rồi khinh lên rồi để vô cho mấy anh coi thôi. Cái mặt này của nó em nghĩ chắc cũng phải đường kính nó cũng phải tầm được 10 á. 10 xăng á. Đủ để cái chân chậu á. Này nó cỡ bằng cái chân 1 mét luôn á mấy anh, để được cái chân chậu 1 mét trở lên á. Rồi cái này một tí xài nhũ đồng 304 mấy anh ha. Nhũ đồng 304 thì cũng nhiều anh chuộng á. Anh muốn mà nó vàng vàng nên xíu anh pha với nhũ vàng cũng được. Lấy nhũ đồng này pha với nhũ vàng cũng được. Lấy nhũ đồng 908 rồi ông ơi. Lấy xong đọc nội ơi. Lấy nhũ đồng 908 cho mấy anh, hơi đậm hơn. Nhũ đồng 304 thì nó vàng chỗ khác mấy anh. Nó vàng nhẹ hơn, nó đậm mà nó nhạt hơn này xíu. Để nó lấy lon khác đi mấy anh ơi. Đây mới lấy lon nhũ đồng 304 rồi mấy anh. Cái màu nó vàng vàng nhạt nhạt nhẹ nhẹ. Đó màu nó nhạt hơn xíu mấy anh, nó có ánh vàng hơn. Mấy anh là muốn cái này cho nó sáng chữ vàng lên xíu nữa mấy anh pha với nhũ vàng 24K cũng được. Anh pha thêm nhũ vàng 24K rồi mấy anh đánh lên thì nó sẽ vàng nhiều hơn. Còn muốn đồng nhiều hơn thì xài đồng 908 mấy anh. Cọ đánh hay mút kéo cũng được, đánh đại đi. Đánh đều đều vô đừng có cho cháy nhũ được. Màu này cũng đẹp á, đồng 304 này mấy anh em cũng hay xài. Chỗ nào cũng không vô đường thôi.
chừa cho mấy cái khe nó cũng còn đen đen một xíu vô đây. Đó, xong cái nữa mấy anh. Nhanh gọn ha. Bên này chưa đánh luôn nè. Bên này nè, cái mặt bên này nè. Rồi, xong cục mấy anh ha. Rồi mấy cục kia mấy anh cũng làm y vậy thôi. Anh đánh chừa cho mấy cái khe này còn xíu xíu đen này mà anh nó mới nhìn nó mới 3D nó mới đẹp. Nó tương phản nó mới đẹp. Chứ mình đánh mà kỹ quá, đều quá, nhũ nó chèn vô đó hết á, nó không đẹp đâu mà. Đánh phải chừa xíu 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 thôi, nó xíu xíu đen các anh, nhìn nó mới câu cổ được. Rồi, để đen đen vậy đẹp, đến xung quanh mấy cái này. Cái trước đó được rồi đó. Đó, nó còn đen đen xíu xíu rồi, mấy khe rồi nó mới đẹp á. Này giả đá làm cục đá cũng đẹp á anh. Thì cái chậu em nó màu đồng nên em sơn màu đồng thôi. Rồi, xong rồi đó mấy anh ơi. Giờ mình đi cho nó thêm nước nữa mấy anh ơi. Đi hai nước cho nó sáng sáng lên xíu cho nó đẹp. Mình đừng nhét vô cái đen nhiều thôi. Mình chỉ mình nhấn thêm một lớp nhũ nữa. Tại vì mấy anh đi mà lợt quá nó cũng không bền màu lắm đâu mấy anh. Mấy anh đi cũng nên hai nước đi. Cũng tùy mình đánh đậm nhạt nha. Mình thích đậm hơn thì mình đánh nhiều lớp hơn nữa. Còn mình thích nhạt hơn mình để vậy cũng được rồi. Để vậy thì mấy anh chụp cái ống nước lên bảo vệ lại. Nhũ này xài cũng ok lắm, nhũ này xài cũng phải mấy năm mới phai được. Đó, giờ mình đánh thêm nước nữa cho nó sáng lên. Nhấn lên cho nó đẹp lên. Nhũ này mã số là 304 nha mấy anh. Mấy anh rồi bị lem nhũ kìa. Có chừng lem nhũ. Mấy anh phải sơn nền đen, xong mấy anh đánh nhũ lên nó mới đẹp. Nó cổ cổ đen đen đồng đồng mới đẹp. Còn mấy anh mà sơn màu nhũ không á nó ra cái màu khác. Ra màu giống như bữa em sơn mấy thằng tí nó sơn mấy cái tượng thạch cao đó mấy anh. Thì nó sẽ ra cái màu thẳng như vậy. Còn nó có màu đen vô thì nó sẽ cái nó làm cái nền á thì nó sẽ tối màu nhũ xuống. Nhìn nó cổ hơn, nó đẹp hơn. Tùy theo sở thích mình thôi. Thì tông màu nhũ thì nó có tới mười mấy màu nhũ á. Mấy anh coi lại anh coi bữa em làm cái clip á, mấy anh đánh vô là sơn thử tất cả các màu nhũ sơn chậu á là nó ra lên YouTube á mấy anh. Xong cái mấy anh ấy vô thôi. Anh cơ mấy anh chọn màu thôi. Về mình sơn lên nền đen. Nền đen này mình có thể lựa chọn hai cái thương hiệu, một là Dauphin hay OK cũng được. Nếu mình muốn làm giá rẻ là chọn Dauphin lại làm nền. Còn muốn mà làm hàng chất lượng cao hay là cái chậu đáng tiền á cho đại gia những người mà sành điệu xài á, xài chậu mắc tiền mấy anh xài OK cho nó bền. Mình là làm kiểu uy tín á thì mình xài OK là được, hàng chợ thì xài Dauphin thôi. Đó, nhiều sự lựa chọn mấy anh ha. Rồi giờ tí nó đánh xong xuôi xíu thì mình thích thì mình đi cho nó lớp keo nước lên mấy anh. Đi lớp keo nước bảo vệ lại bề mặt nhũ này. Nó lên lớp nó sáng hơn. Mấy anh mà muốn sáng mà sáng vàng tươi á thì mấy anh xài nhũ vàng 24K đánh vàng lên. Còn này nhũ đồng, nhũ đồng thì nó có cái tông nó đậm đậm màu đồng một xíu. Nó không có sáng bằng nhũ vàng. Ngày trước em cũng hay xài nhũ vàng lắm mà vàng nó sáng quá, nó chói luôn. Cũng có người thích, cũng có người thích và người không thích. Cũng tùy sở thích à. Màu sắc thì khó nói mà anh ha. Rồi để anh tí sơn xong cái này đi nó phủ bóng thì em quay tiếp cho anh coi. Cái này nó dậm lại thôi. Rồi đánh xong mấy anh bây giờ em nhờ tí nó đo thử luôn cái chiều cao cũng như cái độ rộng của cái đôn nắm này cho anh nha. Để bằng xuống sát mặt luôn đó. Để xuống luôn. Nhiều tương đối thôi. 18 mấy anh ơi, nó cao 18 cm. Đường kính nó nhiêu? 9 nữa cho 10 đi. Rồi đường kính nó 9 đó mấy anh. Nguyên cái tròn trên này là 9 nè. Đó cái tròn này là 9 cm á.
Đó, 9 cm nha mấy anh, chính xác là 9 cm. Là mà anh mấy anh kê được cái chậu bự lắm á. Cái chậu mét cái chân nó cũng cỡ đâu có tới 9 cm đâu. Cái này kê được chậu bự lắm mấy anh, mét mấy luôn á. À, cái chân nó làm gì mà bự bằng cái chân này được. Cái chân này chắc cái chân chậu 2 mét. Đúng không? Cỡ đó luôn á chứ. Ở mà to kê lên cũng được. Và cái chân chậu to mà to hơn cái cục này kê vẫn được. Kê nó bự lắm mày. Ừ, đừng quá là cái bụt cái giờ không rồi. Đè gì. Rồi sau đó mấy anh, cao là tầm 18, ngang 19, ngang là 9. Đường kính với trụ là 9. Tính ra là mấy anh kê được hết tất cả chậu trở lên luôn á. Từ nhỏ đến lớn luôn á, bao nhiêu cũng được hết á. Đó, cao lên thì 18 xăng mấy anh ha. 18 xăng là cũng bằng gần bằng một cái chân quỳ á chứ đơn giản đâu. Bằng một cái chân quỳ mấy anh. Ừ. Rồi ok, để xíu nó ráo đi rồi phủ nó keo bóng nước luôn cho mấy anh. Phủ keo bóng nước bảo vệ lại luôn mấy anh. Rồi giờ phủ keo bóng nước cho mấy cái đồn nấm nha mấy anh. Còn tí xài keo super clear nha mấy anh. Pha xíu nước vô mấy anh ơi. Pha tầm 100 nước. 100 nước đi mấy anh. Rồi mấy anh phun mỏng qua. Phun mỏng qua thôi cho nó đỡ mốc. Lại pha nước vô cho nó lỏng cho nó dễ sơn. Mấy anh chỉnh sơn ra vừa đó, phun mỏng rồi mấy anh ơi. Mấy anh muốn đi hai lớp thì mấy anh đi hai lớp nhưng mà mỏng thôi, khô lúc nào đi lớp đó, đừng có đi ép dày quá. Ép dày quá mưa nó móc hết mấy anh ơi. Bóng nước thì chủ yếu là nó tạo thêm lớp nhựa trong, nó bảo vệ cái bề mặt sơn của mình đó, nó lâu phai, lại đỡ bị rong rêu, đỡ bong chóc. Còn mấy anh mà muốn bóng cao thì mấy anh xài bóng hệ bóng đá đó, bóng 1K đó. Hoặc là xài bóng 2K đó mấy anh. Thì nó sẽ bóng loáng lên, xài với xăng thơm á. Còn cái này thì pha với nước. Chân chậu thì xài tầm bóng 1K bóng đá là được rồi mấy anh ơi. Nó tầm 120.000 lon 8 lạng á. Là ok rồi. Xài bóng 2K để cho ghế đá thôi mấy anh, bàn ghế đá thôi. Hoặc là cột cẩm thạch á thì xài mấy cái đó. Đó, nó ráo lớp 1, anh muốn bóng nữa thì phủ nó lớp nhẹ nữa là được. Lại mình đi mình hạn chế cho nó chảy sơn hoặc là nó bị dày sơn, nó đọng sơn ha. Nó sẽ móc. Đó, mấy anh pha nước đi mỏng mỏng vậy nè. Nó ráo cái mình đi nước hai cho nó là cũng được. Nó sẽ bóng hơn. Và khi mưa nó cũng hạn chế móc hơn mấy anh ha. Cứ pha xíu nước vô cho nó. Ok mấy anh, giờ sẽ nhét vô đây cho mấy anh coi ha. Rồi để em nhét vô đi rồi em quay với anh cho dễ ha, chứ có mình tí không có ai nhét vô được hết á. Đây, nhét vô cái đô này nè, cái đó. Nhét vô cái chậu vuông đó. Đây, tí nó nhét được luôn mấy anh ơi. Để quay với anh coi, nó để vậy á, rồi xịt vô xíu. Còn bên kia là em phải phụ nó rồi, phải nâng lên mới được. Rồi, để vậy đi, để vậy đi. Đó, để quay sơ mấy anh coi ha, rồi em với tí qua bên kia nâng nó lên. Xong rồi kê lên hoàn chỉnh em quay mấy anh coi. Đây mấy anh, kê xong nè mấy anh. Đó, nó hở thêm 18 xăng là nó cũng khá là cao nha mấy anh. 18 xăng cách mặt đất cũng khá là cao đó mấy anh. Nè, quay xa nè. Nhìn nó hầm hố hẳn lên luôn. Cao hơn cái tròn mét kế bên luôn nè. Tròn mét kế bên có chân của không xì nhê nó nè. Đó, cao hơn hẳn đó mấy anh. Đây, góc này. Cái này là vuông 70 nè mấy anh. Thì cái vuông 4 chân thì mình làm 4 cái. Cái nào 6 cái mình làm 6 cái đô mấy anh. Nó cao cách thở hẳn nó luôn á mấy anh. Đó là cái này là cái đô nấm anh ha. Sơn thì cũng nó cũng tương đối đồng màu với cái chậu đó. Tại chậu là nó sơn lâu rồi. Nên là màu nó nhạt hơn cái mới sơn. Với lại cái chậu cũng không có phủ bóng. À lúc có phủ bóng nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Cái này nó mới lên là thấy nó sẽ màu nó hơi lệch lệch. Nhưng mà nó cũng tương đối giống á. Tại nó mới sơn á, nên nó khác xíu thôi. Màu này màu đồng 304 nha mấy anh. Sơn lên con lạnh ha. Đó, quay xa mấy anh coi nè. Đó, lên chơi lưỡi hổ ha. Còn này em trồng trồng lưỡi hổ chơi ha. Làm biến châm mấy anh ơi. Đó, chơi lưỡi hổ. À, anh biết cây này cái gì không? Cây lan nước mà nó ghê không? Lan nước mà thừa lưới luôn, trồng cho trồng mét đó mà cả đó đó. Đó. Ok mấy anh ha, anh nào có mua cái đun nấm để cây chậu thì liên hệ trên số điện thoại trên màn hình giúp em nha. 160.000 một khuôn mấy anh, bao ship. Đó, quay các góc độ mấy anh coi. Cao hơn nhiều lắm á chứ, thêm 18 xăng nữa là nhiều lắm á.
để chỉnh chỉnh lại cho nó đẹp xíu, cho cái đôn này ra xíu. Rồi ok mấy anh ha, thì em quay vậy thôi, anh nào cần mua liên hệ em rồi em về em chỉnh lại cái. Rồi em cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha.